Có mẹ nào đang cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức bởi vì hàng đêm phải thức để bế cho con ngủ không? Vậy thì trong video này sẽ có 3 lời khuyên để giúp cho mẹ thoát khỏi tình trạng này và nuôi con nhàn tênh nhé. Xin chào mọi người, mình là dược sĩ Phạm Hải Yến. Mình đã có hơn 4 năm kinh nghiệm đồng hành với hàng ngàn ba mẹ nuôi con vui khỏe. Mình từng được nghe câu chuyện về một người mẹ mà đêm nào cũng phải thức bế con suốt cho tới lúc con 3 tuổi rồi mà vẫn không có một đêm nào được ngủ yên hết. Rồi cũng có người mẹ thì bị trầm cảm phải đi điều trị bởi vì là con cứ phải ở trên tay mẹ thì mới ngủ được, hễ đặt xuống một cái là khóc ngay. Hằng ngày đang có rất nhiều những người phụ nữ, những người mẹ gặp phải tình trạng tương tự đối với giấc ngủ đêm của con. Điều này nó sẽ khiến cho mẹ đau mỏi hết người ngợm chân tay bởi vì phải bế con nhiều. Và cái việc phải thức đêm không được ngủ sẽ khiến cho mẹ thiếu ngủ, mệt mỏi, căng thẳng và nó lại làm cho mẹ càng bị ít sữa hơn nữa. Trong video này, mình sẽ đưa ra cho mọi người 3 lời khuyên để giúp cho các mẹ không còn phải bế con ngủ đêm nữa. Và con sẽ được ngủ ngon thì con tăng cân tốt, mẹ được ngủ ngon thì mẹ sẽ khỏe mạnh, vui vẻ hơn và có nhiều sữa cho con hơn. 3 lời khuyên đó là gì? Đó là những điều mà mẹ nên làm vào ban ngày, vào trước khi con đi ngủ đêm và trong giấc ngủ đêm của con. Thì cụ thể như thế này. Đầu tiên là ban ngày, mẹ hãy tập cho con cái thói quen chơi tự lập và hạn chế bế con thôi. Để làm gì? Để cho con không bị quá là bám mẹ, không bị phụ thuộc vào hơi mẹ là phải có mẹ bế, phải có mẹ ở bên. Thì ngay từ cái việc lúc con thức, mình đã tập dần cho con cái thói quen tự lập rồi, đến lúc con ngủ, mình sẽ tập được nó dễ dàng hơn. Và thứ hai nữa là ban ngày mình sẽ xây dựng cho con một cái thời gian biểu ăn chơi ngủ thật là phù hợp để mà con ăn được đủ dinh dưỡng trong một ngày. Ban đêm con sẽ không có nhu cầu cần phải dậy ăn để mà nạp thêm dinh dưỡng nữa. Cái điều thứ hai là trước khi mà con đi vào giấc ngủ đêm thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta nên làm như sau. Đầu tiên là cái bữa cuối cùng của con trước khi đi ngủ đêm ấy, con cần phải được ăn đủ no và vỗ ở hơi thật kỹ để hạn chế cái trường hợp là con bị đầy bụng dẫn tới là ngủ không yên giấc, thức giấc nhiều lần rồi khóc rồi đòi mẹ bế vân vân. Và bên cạnh đó có một mẹo nữa là mẹ có thể massage cho con, massage khắp người hoặc là massage chân tay cho con trước khi đi ngủ. Điều đó sẽ giúp cho con cảm thấy chân tay người ngậm thoải mái, dễ chịu, khí huyết được lưu thông tốt và giúp cho con ngủ ngon hơn, ngủ yên giấc hơn. Bên cạnh đó, một cái điểm nữa mẹ cần phải chú ý trước khi ngủ, đấy là hãy chuẩn bị cho con một môi trường ngủ thật là tốt. Như thế nào để được coi là một môi trường ngủ đêm tốt? Đó là một môi trường mà phải thật sự yên tĩnh, không có tiếng động, phải đủ tối, không có ánh sáng để không làm phiền đến con. Và tốt nhất là để đảm bảo an toàn thì xung quanh con mình không nên để nhiều chăn gối, nó có thể vô tình là nguyên nhân khiến cho con bị ngạt. Và bên cạnh đó là môi trường đó cũng phải đủ mát, nhiệt độ và độ ẩm phù hợp để giúp cho con có một giấc ngủ ngon. Đó là điều thứ hai là trước khi mà con đi ngủ đêm. Và cái điều thứ ba mà mình muốn đưa ra lời khuyên cho các mẹ, đó là trong khi con ngủ đêm thì ở đây nó có hai chìa khóa để giúp cho con có thể ngủ đêm ngon giấc mà không cần mẹ bế. Điều đầu tiên là mẹ hãy tập cho con cai ti đêm. Bởi vì nếu như mà con còn phụ thuộc vào việc cai ti đêm ấy, thì ban đêm con sẽ thức dậy rất nhiều lần. Và điều đó cũng khiến cho con bám mẹ hơn, bện hơi mẹ hơn. Khi mà chúng ta cai ti đêm cho con thành công ấy, thì cái giấc ngủ đêm của con sẽ ngon lành hơn và dễ dàng hơn rất là nhiều mà không cần đến sự trợ giúp của mẹ. Cái điều thứ hai nữa ấy, là mẹ hãy tập cho con tự ngủ. Ban đầu thì nó sẽ không phải thành công ngay đâu, chúng ta cần rất là nhiều thời gian kiên trì. Và mình cũng đã có một video hướng dẫn các mẹ về cách hướng dẫn con tự ngủ rồi. Nếu các mẹ cần thì hãy comment ở bên dưới video này để mình gửi cho nhá. Hoặc là các mẹ có thể lên kênh của mình để tự tìm video về hướng dẫn tự ngủ. Lúc ban đầu ấy, để mà hỗ trợ cho con được tự ngủ tốt hơn thì mình hoàn toàn có thể sử dụng những cái công cụ như là quấn hay là tạo ổ để giúp cho con có cái cảm giác an toàn như là đang được mẹ ôm ấp, mẹ bế. Đó, ba lời khuyên mà mình đưa ra cho các mẹ đó là cần làm gì vào ban ngày, cần làm gì trước khi con đi ngủ đêm và cần làm gì trong giấc ngủ đêm của con. Thì rất mong là những cái chia sẻ này sẽ giúp cho các mẹ thành công trong việc là giúp con ngủ ngon hơn mà không cần mẹ bế, cả hai mẹ con cùng có một giấc ngủ đêm chất lượng và giúp cho con mau lớn hơn, mẹ khỏe mạnh hơn và vui vẻ hơn. Nếu như cảm thấy video này hữu ích thì mẹ hãy like, share và đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nút chuông theo dõi hình quả chuông màu vàng để nhanh chóng nhận được thông báo sớm nhất về những video hữu ích tiếp theo nhé.